cho đừng nghe. Anh đứng đằng đầu này anh bước ra. Anh đứng đầu này anh bước ra đây. Anh đứng đầu này anh bước ra đấy. Anh đọc thường ngay xuống đấy rồi. Đói. Thấy chưa? Thế mới quay được chứ. Rồi anh đọc đây. Rồi, tao uống tiếp. Kẹo uống bao nhiêu uống?